Ở đây là những cái dụng cụ mình chuẩn bị cho chuyến đi câu. Vẫn là chiếc GoPro như hôm video lần trước mình giới thiệu. Thẻ nhớ và những cục pin dự phòng. Đây là túi đồ nghề của mình. Trong đây thì mình cũng đã để lưỡi câu, túi đựng, lưới bắt lươn. Kia là hộp đựng giun. Vì là mình rất là thích đi câu lươn cho nên là mình đã dành một khoảng đất trống. Khi mà mua nhà ở Hà Nội thì mình xây nhà nhưng mà mình vẫn để một khoảng trống để mình trồng cây và nuôi giun ở trong cái khu vực này. Đây là khu vực sáng nay mình mới đào giun. Thank you.